Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, tính chung 6 tháng đầu năm 2024, khách quốc tế đến Việt Nam đạt hơn 8,8 triệu lượt người, tăng 4,1% so với cùng kỳ năm 2019 khi chưa xảy ra COVID-19. Riêng trong tháng 6 năm 2024, lượng khách quốc tế là hơn 1,2 triệu lượt người, tăng 28,1% so với cùng kỳ năm trước. Các chuyên gia đánh giá, con số tăng trưởng ấn tượng này là kết quả của chính sách thị thực thuận lợi đi cùng với việc đẩy mạnh các chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch của các địa phương, từ đó thu hút lượng khách quốc tế đến Việt Nam. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống ước tăng 15,2%, doanh thu từ du lịch lữ hành tăng 37,1% so với cùng kỳ năm trước. Khách nước ngoài đến Việt Nam chủ yếu là từ Hàn Quốc, Trung Quốc, tiếp đó là khách Nhật Bản, Australia, Ấn Độ, Malaysia. Như vậy, lượng khách đến nửa năm đã đạt 50% mục tiêu đề ra cả năm là 17 đến 18 triệu lượt. Tuy nhiên, mùa cao điểm du lịch quốc tế của Việt Nam từ tháng 10 đến tháng 4 nên cuối năm sẽ là cơ hội cho ngành du lịch tăng tốc, bứt phá.